Các bạn thân mến, hiện nay các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là chiếc ốp viền bằng nhôm dành cho chiếc điện thoại Oppo Neo 5. Đây là một trong những chiếc điện thoại Oppo có cấu hình tương đối tốt và có một thiết kế nhỏ gọn, các bạn có thể cầm trực tiếp rất là gọn gàng trong tất cả mọi kích thước tay của chúng ta. Đây là chiếc ốp viền dùng để bảo vệ cho cái cạnh viền của máy không có bị chảy xước hoặc mốp méo khi chúng ta sử dụng, trong quá trình chúng ta sử dụng máy. Và đặc biệt là nó sẽ có cái tính trang trí khá là tốt, bởi vì nó sẽ giúp cho chiếc máy chúng ta trông khác biệt và lạ hơn so với những chiếc Neo 5 thông thường. Đây là dạng ốp viền được bo bốn cạnh bầu như thế này, và phía dưới này nó sử dụng một cái chốt gài. Cái chốt gài này nó sẽ giúp cho khóa cái viền lại, không có bị bung ra khỏi cái máy và gỡ vào hoặc gắn ra rất là nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra thì trên chiếc viền này thì chúng ta thấy là nó có những cái nút giả như nút nguồn hoặc là nút tăng giảm âm lượng, người ta đã được làm luôn bằng nhôm nổi lên như thế này, và viền màu xung quanh màu vàng rất là đẹp. Như các bạn thấy là trên tay mình đang là chiếc màu bạc được viền vàng, rất là đẹp. Và phần đây là phần chừa ra cho cái phần cổng tai nghe của chúng ta. Ở phía dưới này thì chúng ta có phần chừa ra cho cổng sạc cũng như là micro đàm thoại. Xung quanh ở mặt trong của chiếc viền thì các bạn thấy là nó được lót những cái lớp vải nhung mềm như thế này. Và nếu chúng ta cẩn thận hơn thì chúng ta nên lót thêm một chút xíu nữa để cho an toàn hơn cho chiếc máy. Và tổng thể chiếc viền khi cầm trên tay nó rất là nhỏ gọn cũng như là rất là dễ cầm, bám tay hơn so với việc chúng ta cầm cái máy không. Các bạn có thể mua cái sản phẩm này nếu các bạn ở xa bằng cách các bạn đặt hàng trực tuyến qua website đochoididoc.com, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để chúng ta ướm thử sản phẩm và chọn mua cái mà phù hợp cho mình nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.